đệ tử rồi hòa thượng đã làm gì cho nó hòa thượng có cho nó những lời của trách tốt lành không hòa thượng không tôi chỉ giả vờ xem như không có gì xảy ra cả mọi người thấy tôi hành xử như thể không có việc gì xảy ra nhưng thực ra tôi đã chuyển hóa được nó nó đã chống đối lại tôi nhưng tôi không chống lại nó tôi thường dùng pháp hàng phục nhưng chẳng lâu bây giờ tôi dùng pháp tiêu tai đệ tử khi xác ấm đã hết tà ma không còn nhập vào thân xác của người tu đạo để quấy phá được nữa nó phải nhập vào người khác nhưng có pháp nào đề cập việc thiên ma có thể trực tiếp nhập vào hành giả đang tu tập không hòa thượng có vô số khả năng xảy ra thiên ma có thể nhập vào ngay cả một con mèo tất cả là tùy thuộc việc ông có nhận thức được rõ hay là không mà cũng có thể nhập vào những loài vật khác không có nguyên tắc nhất định. Đệ tử, có thể nào nhập vào chính người tu? Hòa thượng không, nó không thể đến được người tu hành. Đệ tử, nhưng trước đây thì hòa thượng giảng về 50 hiện tượng ấm ma. Hòa thượng có nói rằng nó có thể nhập vào chính người tu hành, Hòa thượng, như tôi đã nói, không có gì cố định. Lấy kinh cho ta một ví dụ, nhưng đó không phải chỉ là cách xảy ra, có rất nhiều biến tướng. Mỗi trường hợp phân thành nhiều khả năng. Đệ tử, nhưng không phải chính hòa thượng vừa nói là thiên ma không thể nhập vào người tu đó sao? Hòa thượng, nếu thực sự chân chính là người tu, thì thiên ma không thể nào nhập vào được vì có hộ pháp hộ trì cho người đó rồi đệ tử còn nếu hành giả khởi lên vọng tưởng thì hòa thượng thiên ma liền nhập vào người ấy ngay đệ tử cũng giống như khi sống trong vạn phật thánh thành nếu chúng con tuân theo quy củ do hòa thượng lập ra thì chẳng có gì quấy phá được còn nếu chúng con không tuân thủ đúng theo giới luật thì chúng nó sẽ đến phá hòa thượng. Những người đến đây đều có mang theo nhiều dạng tà ma ngoại đạo, yêu ma quái quỷ và những linh hồn vất vưởng theo họ. Nhưng chư vị Bồ Tát hộ Pháp giả lam không nỡ, xua đuổi họ đi. Ở đây chúng ta đều thực hành lòng từ bi, cho nên chúng ta không củng cố trụ xứ của mình hay đề phòng chống lại đệ tử nếu mọi người thực sự chân tránh tu hành thì ma không thể nhập vào họ được nhưng nếu không chân tránh tu hành và khởi tâm tham đắm vọng tưởng thì ma liền nhập hay sao hòa thượng đúng vậy đó là trường hợp tà dẫn đường cho tà đi đệ tử nếu tà ma không thể nhập vào người tu hành ngay bây giờ không có nghĩa là nó không bao giờ có thể nhập được ví dụ như khi quốc sư ngộ đạt vừa khởi một niệm cống cao thì hòa thượng đúng vậy đó là một ví dụ rõ ràng đệ tử ma không thể nhập vào người tu suốt trong mười đời nhưng chỉ vì một niệm riêng tư nó liền có cơ hội nhập vào ngay hòa thượng nó đến để đòi mạng sống đệ tử nên hòa thượng nói rằng ma có nhập vào người tu được hay không là không nhất định nếu ai thực sự chân chính tu hành thì ma không thể đến gần người ấy được nhưng nếu không tu tập được như vậy thì nó liền đến hòa thượng đúng thế không nhất định bất cứ điều gì có thể diễn đạt bằng lời đều mất đi ý nghĩa chân xác của nó một khi ông đã hiểu được đạo lý này rồi ông không nên truy tìm những chi tiết một cách vô ích nữa như tôi vừa nói, có vô số sự biến tướng và khả năng bất định. 50 hiện tượng ấm ma này có thể biến thành 500, 5000 hay 50.000 hiện tượng. Đừng phí mất thời giờ vào những mô phỏng này. Ông nên hiểu rằng có rất nhiều biến dạng khác nhau từ nơi đây lưu xuất mà thành. Tóm lại, bất cứ điều gì nói lên được đều thiếu ý nghĩa chân xác. Ông có thể nói rằng tất cả kinh điển đều là giả, nhưng ông phải tìm đạo lý chân thực ngay nơi cái giả này. Có những bộ kinh có ý nghĩa rất chân xác, có thể tin vào đó để tu tập. Nếu kinh không có ý nghĩa, các ông chẳng nên tin.